Thưa quý vị và các đồng chí, cuối tháng 9 vừa qua, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm tổng kết đánh giá thực hiện nghị quyết Đại hội Phụ nữ lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của cấp trên, chủ động đề ra các chương trình hoạt động sát đúng, phù hợp, đưa hoạt động công tác hội và các phong trào của hội đi vào nề nếp, đạt hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, chương trình nâng bước em tới trường, tham mưu phối hợp với Ban Phụ nữ Quân đội, Ban Phụ nữ Bộ đội Biên phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng 15 suất học bổng, 2 xe đạp, 95 phần quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và cán bộ hội viên trong khối lực lượng vũ trang tỉnh có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo. Trong 5 năm có 100% hội viên đăng ký tham gia và thực hiện tốt các phong trào như phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc và đoàn kết sáng tạo, bình đẳng, phát triển vì chủ quyền, an ninh biên giới gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0, ba sạch. Và các chương trình theo chủ đề hàng năm được Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế. Kết quả thực hiện chương trình đều vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Các bộ hội viên của hội luôn an tâm tư tưởng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái, phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ bộ đội biên phòng tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp thiết thực, sự nỗ lực cố gắng vươn lên trong cuộc sống và công việc của cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh, các cán bộ hội viên cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ quân đội, phụ nữ Việt Nam, không ngừng học tập rèn luyện, giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, quyết tâm hoàn thành tốt mọi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026 và đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2021-2026.